sáng ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, trú tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi giết người. Giáp Thị Huyền Trang là nghi phạm bắt cóc bé gái, sinh năm 2021, ở khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định thi thể một nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống, gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, có phải là bị can Giáp Thị Huyền Trang hay không. Trước đó, qua truy xét, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một bé gái tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1961, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật.